Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 12. Như vậy thì trong clip trước khoảng 50 phút, thầy đã giúp cho các em nắm được cái phần lý thuyết, phần kiến thức cơ bản của cái bài số 2 cực lý hàm số, đúng không nào? Thì ở trong đó nó có hai cái phần rất là quan trọng, nó có hai cách tìm cực trị. Cách thứ nhất đó chính là chúng ta sử dụng cái bảng biến thiên. Cách thứ hai đó chính là chúng ta sẽ sử dụng đạo hàm cấp 2. Ha, cấp 2. Để chúng ta so sánh giá trị của nó với số 0, nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 0 để chúng ta kết luận nó đạt cực đại hay là đạt cực tiểu. Cái này chưa nào? Thì bây giờ trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài số 1. Bài số 1 này khá là dài, nó gồm có 5 câu em. Gồm 5 câu A, B, C, D, E. Ở đây người ta yêu cầu các em sử dụng cái quy tắc 1. Cái quy tắc 1 thì các bước ta đã nắm rồi đúng không? Bước đầu tiên là gì nào? Tìm tập xác định này. Bước thứ hai là chúng ta đi tìm f'(x) ha, f' nghĩa là đạo hàm cấp 1 đó. Sau đó chúng ta sẽ cho đạo hàm cấp 1 này bằng 0 hoặc là cái phần không tồn tại của nó. Sau đó chúng ta sẽ lập cái bảng biến thiên và chúng ta sẽ kết luận xem thử nó đạt cực trị và cực tiểu tại những cái điểm nào. Tại điểm cực trị và giá trị cực trị tại những cái điểm đó là bằng bao nhiêu. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái bài 1 câu A. Là một bài trước là chúng ta sẽ hiểu ngay thôi, rất là nhanh thôi. Bài 1A em. Ở đây y chúng ta là 2x mũ 3 cộng 3x mũ 2 trừ 36x trừ 10. Nên là ở trong cái chương trình lớp 11 thầy luôn luôn nhắc nhở các em ở trong cái phần cái bài cuối cùng là phần đạo hàm nhé, rất là quan trọng, tại vì liên quan tới chương trình lớp 12 này rất là nhiều. Đúng không? Những công thức tính đạo hàm mà chúng ta không nắm, chưa nắm được thì chúng ta phải xem lại giùm thầy, được chưa? Bước đầu tiên ta đi tìm tập xác định. Thì đây là cái dạng đa thức thì nó D này sẽ bằng là R. Chúng ta sẽ đi tính đạo hàm y phẩy. Thì cái dạng này bây giờ chúng ta đã lớp 12 rồi, nó tính rất là nhanh. Các em lấy 3 nhân 2 đây sẽ là 6x bình phương cộng 2 nhân 3 đây sẽ là 6x trừ ở đây là bằng 1. Như vậy 36 nhân 1 bằng 36, đạo hàm của A10 thì bằng 0 rồi. Như vậy các em sẽ cho cái y phẩy này sẽ bằng 0, đúng không nào? Thì từ đây chúng ta sẽ tương đương là gì? 6x bình phương cộng 6x trừ 36 bằng 0. Chúng ta rút gọn ở đây trở thành x bình phương cộng x trừ 6 bằng 0, đúng không? Chúng ta dùng máy tính ta bấm nhé. Đây các em, thầy vẫn đang sử dụng máy tính của bắp. Cái máy kia thì bữa thầy đã chỉ em rồi, nghĩa là thầy nhờ nó quen bấm cái máy này các em, bấm cho nhanh nha. 1 1 âm 6 x bằng 2 và x bằng âm 3. Thì từ đây chúng ta sẽ ra được cho xuống đây này để chúng ta tính giá trị của y luôn nha. X sẽ bằng 2 và x sẽ bằng âm 3. Từ đây chúng ta x bằng 2 ta suy ra y bằng này, ở đây x bằng âm 3 ta thì suy ra y, ta thế vào chỗ đây này, x bằng 2 đúng không? Bây giờ thầy sẽ tính trên máy tính luôn cho em xem. Đây, thấy rõ chưa nào? X bằng 2, chỗ nào có x kem thế chỗ vào số 2 ở chỗ x đây. 2 2 mũ 3 thì bằng 8 nhân với 8 ở đây cộng 3 nhân 2 mũ 2 là bằng 4 trừ 36 nhân 2 trừ cho 10. Như vậy ở đây sẽ bằng là âm 54. Các em thấy nè, ta ghi chỗ đây là âm 54. X bằng âm 3 nha, x bằng âm 3. Như vậy 2 nhân mở ngoặc ra âm 3 mũ 3 thì bằng âm 27, đúng không? Đóng ngoặc lại cộng 3 nhân âm 3 mũ 2 là bằng 9, đúng chưa? Trừ 36, trừ thành cộng luôn đi, cộng 36 nhân 3 trừ cho 10. Kết quả đây sẽ bằng 71. Thấy chưa? Thấy 71 nè. Rồi. Như vậy nó đã có hai giá trị rồi đó ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ cho cái anh y phẩy này nếu nhỏ hơn 0. Mà đây là hàm bậc 2, mà nếu y phẩy nhỏ hơn 0 nghĩa là cái anh này nhỏ hơn 0 thì chứng tỏ chúng ta sẽ được nằm trong cái x này, nó nằm ở trong cái khoảng nào các em? Đó chính là cái khoảng biến thiên. Biến thiên theo theo cái chiều là gì? Các em nghịch biến, như vậy nó chỉ nằm trong khoảng là âm 32. Đúng không nào? Còn nếu y phẩy này lớn hơn 0
thì người ta tương đương là x này nó sẽ nằm ở trong cái khoảng, đó chính là thuộc là từ âm vô cùng cho tới âm 3, hợp với lại là gì, 2 cho tới dương vô cùng. Và đồng thời người ta đi tìm giới hạn lim của x tiến tới âm vô cùng của cái anh y này thì nó sẽ ra là âm vô cùng, và lim của x tiến tới dương vô cùng của y thì ở đây nó sẽ ra dương vô cùng. Thì từ đây thì chúng ta sẽ lập cái bảng biến thiên ra nha. Làm bài này nó khá là dài ha, khá là cầu kỳ. Nghĩa là phần tự luận thì nó cầu kỳ như này thôi, chứ không trắc nghiệm thì làm nhanh lắm. Việc khoanh đáp án nhanh ghê lắm. Cái nào có ưu và nhược điểm của nó em. Tự luận thì trình bày ra để thấy được cái sự sắc sảo và cái sự thông minh của học sinh. Còn trắc nghiệm thì đòi hỏi cái kỹ năng nhanh, tính toán. Đây âm vô cùng, dương vô cùng. Như vậy x ta bằng 2 với âm 3 thì đây chúng ta có âm 3 2 thì không. Ngoài cùng trong trái. Đúng không? Đúng chưa? Như vậy thì ở đây đồng biến thì chúng tỏ x bằng âm 3, cái giá trị đạt được của nó y là bằng 71. Như vậy ở đây chúng ta sẽ ghi đây, này đây là 71 thì đây sẽ là âm 54. Đây là âm vô cùng và đây sẽ là dương vô cùng. Như vậy đồng biến này. Nghịch biến. Đồng biến. Đúng như nào? Như vậy thì đây chính là cái điểm gì? Cái điểm cực đại này, giá trị cực đại này, điểm cực tiểu này, giá trị cực tiểu này. Hiểu không? Như vậy thì từ đây chúng ta kết luận là hàm số đạt cực đại. Hàm số đạt cực đại tại x bằng âm 3. Và cái anh y cực đại, nghĩa là giá trị cực đại của nó sẽ bằng là 71. Tương tự như vậy thì cái hàm số đạt cực tiểu tại x bằng 2 và y cực tiểu sẽ bằng là âm 54. Hiểu chưa? Bài 1A nghe, một bài rất chi tiết. Trong clip này thầy sẽ quay cho các em ở câu A và câu B nha. Do thầy cái việc đi ra ngoài đón con bé thầy nó đi thi học kỳ 2 nha. Chưa quay hết thì tại vì nó mới thi chuẩn bị về. Khi em ghi chép gì đó thì bấm dừng video lại là chụp màn hình em nhé. Để em ghi đầy đủ chi tiết. Rồi, được chưa? Ta đi sang câu B. Ok. Đó. Bài 1 câu B em. Y bằng x mũ 4 cộng 2 x mũ 2 trừ 3 ha. Thì chúng ta làm các bước theo quy tắc 1. Cũng bước đầu tiên là chúng ta đi tìm tập xác định ha. Thì chắc chắn D sẽ bằng R. Được chưa nào? Ta đi tính y phẩy. Cái này xuống là 4x mũ 3. 2 x 2 đây là 4x 0 ha. Được chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ đặt 4x ra chung. Bên trong còn lại là x bình cộng 1. Ok. Như vậy thì chúng ta có y phẩy bằng 0 thì chúng ta tương đương ở đây là 4x nhân với x bình cộng 1 sẽ bằng 0. Thì từ đây chúng ta sẽ cho cái này bằng 0 và cái này bằng 0. Thì cái này bằng 0 thì nó sẽ vô nghiệm, không thể có nghiệm được. Như vậy thì chúng ta có 4x bằng 0. 4x bằng 0 thì chúng ta tương đương ở đây x sẽ bằng 0. Các em hiểu không? X bằng 0 thì từ đây chúng ta suy ra y thế chỗ đây, x đây bằng 0, đây bằng 0 thì chứng tỏ x này sẽ bằng âm 3. Đúng nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có là y phẩy này lớn hơn 0. Từ đây chúng ta suy ra x này nó sẽ lớn hơn 0. Nhớ là như vậy. Y phẩy nhỏ hơn 0. Suy ra x này nó sẽ nhỏ hơn 0. Ta đi tìm cái giới hạn x tiến tới âm vô cùng của y. Của y, của hàm số y này. Thì nó cũng sẽ bằng là âm vô cùng. Còn lim của x tiến tới ở đây dương vô cùng của y thì đây nó sẽ ra dương vô cùng. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành lập bảng biến thiên. Bảng biến thiên. Phần này đã hiểu chưa nào? Các bước.
Đây là x, y phẩy, đây y, đây âm vô cùng, ở đây dương vô cùng. Như vậy thì giá trị chúng ta đây là bằng 0, thì y phẩy này bằng 0. Như vậy thì ở đây dương, dương thì gì các em? Phải gì? Phải cùng, trái khác. Phải cùng, trái khác này. Như vậy thì ở đây các em thấy là nó sẽ thay đổi từ phải, từ trái sang phải, là nghĩa là từ âm sang dương, thì hàm này nó sẽ đạt là gì? Có cực, cực tiểu. Có cực tiểu em nhé. Như vậy thì ở đây chúng ta có là gì? Từ từ, lim ở đây ít tiến tới âm vô cùng, thì cái này là dương vô cùng em. Thì cái này là âm vô cùng, à, dương vô cùng, dương vô cùng. Tại vì nó là hàm trùng phương, đúng rồi. Đây là hàm trùng phương x mũ 4, đúng chưa? Như vậy thì ít tiến tới âm vô cùng thì nó vẫn ra dương vô cùng, và ít tiến tới dương vô cùng thì nó vẫn ra dương vô cùng nha. Thầy nhầm ở chỗ đây. Nãy cứ nghĩ ra x mũ 3 để x mũ 4 trùng phương. Như vậy thì ở đây nó sẽ ít tiến tới dương âm vô cùng, thì cái này ra dương vô cùng này, và cái này cũng ra dương vô cùng. Như vậy thì cái này nó sẽ nhận được ở đây là giá trị nó là âm 3, nghịch biến, và đây đồng biến này. Nhưng mà đây chính là cực tiểu này. Nhưng mà thì các em ghi thầy này là hàm số đạt cực tiểu tại x bằng 0, và cái giá trị cực tiểu y cực tiểu này nó sẽ bằng là âm 3. Được chưa? Các em rõ chưa nào? Bài 1 các em, 1B. Cực tiểu nha, CT cực tiểu nha. Rồi, như vậy là clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho các em ở câu 1 CDE nha. Ok, các em nên làm trước trước đi nha. Các em làm trước hết giùm thầy đi. CDE. Bye bye các em nha. Chúc em học tốt, nhớ like, comment, tích cực và chia sẻ bài giảng cho thầy nha. Bye bye các em.